mời cả nhà nha. Ngon, đậm đà, cho này. Còn đây là đậu phụ nhé. Nóng à? Cắt về ngã tự nhé. Hello chị, kính chào cả nhà thân mến. Hôm nay bác chuyển sang chủ đề ẩm thực. Hôm nay bác chuẩn bị một cái món ăn rất là đơn giản mà cũng rất là ngon luôn. Món ăn này rất là dân dã của Việt Nam, đây là món bún đậu mắm tôm. Thì bác cũng có cả cái nguyên liệu đi cùng đấy nhá. Đây là bún này, bún bác quê lại về đây. Và có cho chả này. Đây là đậu phụ này, đặc biệt là phải có đậu phụ này để chiên lên này. Bác chuẩn bị cả thịt trấu để nước và đấy là chả nếp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ bắt nấu một số món để chuẩn bị cho cái món bún đậu mắm tôm vậy nhé. Đấy, bây giờ là bác ta sẽ chín rán cái chả nếp này đấy. Chả nếp bác đã làm sẵn rồi. Đã làm sẵn như việc nấu nó thôi, rán lên nó thôi. Quay từ đâu làm chả nếp thì nó mất thời gian lắm. Chả nếp này thì ai cũng làm được rồi. Bún đậu này thì ở Việt Nam hầu như là bạn nào cũng thích bún đậu mắm tôm. Món ăn rất là dân dã nhưng mà rất là ngon. Món này thì ai cũng làm được vì cả cái đồ gia vị thì cả cái đồ này thì rất là dễ làm, cái đồ gia vị với cả chuẩn bị cả cái nguyên liệu ấy. Cái này là vừa rồi bác đã làm sẵn nó để quay cho cắt cái thời gian ngắn bớt. Bây giờ chúng ta chờ đóng giấy lát nhé để cho cái này vàng xong rồi bác sẽ review lại. Giò này cũng bỏ rán luôn cả nhé. Nhân ném là ok rồi. Rán giò lên cho nó ăn cho nó an toàn. Do mình hấp lên để cho đặng nó đẹp hơn. Bây giờ thịt trấu lượng đặc kín rồi. Nóng à? Cắt về ngã tự nhé. Nóng hổi luôn. Đây là thịt trấu nướng này. Và đây là ném. Giò chả nhé. Đây giò chả là cũng rạn quá rồi nhé. Đấy nhé. Nhiều món. Chả nếp này ta tập ra nhé, cắt ba ra. Cắt dần cho đấy. Còn đây là đậu phụ nhé. Đây mang tên đậu phụ. Ở đây cũng có là bún này, trứng gà lộn,
chả ném rán này và đậu phụ và chả do chả rán, và đây là nôm nhé, để rau cỏ trong vườn và huyết trộn. Bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu. Không thể chịu được cái món mắm tôm này, đã bỏ ra này, nó có cái nước chậm thân thạnh nữa. Rồi đấy, cả nhà thấy cái mắm ok không? Mắm này ok không cả nhà? Ok, bây giờ ta lại ăn thôi. Bây giờ mời cả nhà nhé. Đây là bụng người ta có thể đã bỏ vào trộn. Đấy, có hai loại nước chậm các bạn nhé, nước mắm và đây, món này là món đặc biệt này. Đấy. Đấy. Trộn đều, có thể là ta cuộn được, thích cuộn thì cuộn để chậm. Đấy, đậu phụ này, đây là chả ném này, và cái này này, đây là nôm. Mời cả nhà nhé. Ngon, đậm đà. Toàn à. Tuyệt của mèo luôn. Nhớ ngoan đó con. Có thể cuộn các bạn nhé. Cuộn cũng ok luôn. À, dê chuột. Bỏ bể nó vào, bụng vào. Món ăn dân dã nhưng mà rất là ngon. Mắm tôm với cái này là hợp cái này này. Của lá này. Đấy, cái này có thể là chấm nước mắm. Dược này là được thân thạnh đấy. Ngon. Thịt trâu. Không kìa, bỏ mắm tôm ngon hết. Đấy. Rất là tuyệt vời. Thấy từng ra luôn. Ra luôn để bỏ nước mắm này cả nhà nhé. Đây. Không thể thiếu được món chúc nội. Rất là đậm đà. Đấy, đấy vừa rồi là cái món bụng đầu cả nhà nhé. Bụng đầu nhưng mà cũng có rất là nhiều món nữa. Đấy, nhưng mà chủ yếu là cái mang tên là bụng đầu. Nó là rất già, dân già của người dân Việt Nam. Nhưng mà ăn rất là ngon và rất là nhiều người rất là thèm nhé. Đấy, rất đơn giản vậy không? Video của bác cũng làm một đoạn review ẩm thực món bún đầu cho các bạn xem nhé. Bây giờ xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại video khác nhé. Bye bye.